Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Bạn thân mến, cận thị ngày nay càng trở nên phổ biến, đặc biệt đe dọa đến thị lực của trẻ em trong tương lai, đánh cắp thị lực của mọi người. Cận thị cũng rất bất tiện. Khi đeo kính thì thực sự cũng không đẹp cho lắm, chi phí mổ cũng khá tốn kém. Đeo kính thì làm mất đi sự thu hút của đôi mắt bạn vì bị che qua lăng kính. Để giữ cho đôi mắt bình ổn, không bị tăng số, không bị yếu đi, chúng ta cần phải thiết lập và duy trì cho mình những nguyên tắc trong ăn uống và cách chăm sóc để bảo vệ đôi mắt thật tốt. Càng ngày, chúng ta đều nhìn thấy xung quanh có ngày càng nhiều những người bị cận thị và tỷ lệ mắc bệnh về mắt ngày càng cao. Hầu như mọi gia đình trung bình có ít nhất một người bị cận thị, đặc biệt là trẻ em. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu rõ cách chăm sóc người bị cận thị hàng ngày. Đồng thời cũng cần chú ý đến các yếu tố dinh dưỡng mà người bị cận thị cần phải được bổ sung nhiều hơn. Vậy thì những chất dinh dưỡng nào có tác dụng tốt cho người bị cận thị? Thứ nhất là kẽm và chrome. Những người bị cận thị thường thiếu kẽm và chrome. Hai chất này bạn cần phải bổ sung nhiều hơn trong các bữa ăn hàng ngày thông qua các món ăn nguồn gốc từ đậu nành, bột yến mạch, hạnh nhân, rong biển, tảo, thịt cừu, thịt bò, cá chấm, hàu, sữa bột, bột cacao, trà và các chất kẽm khác. Ngoài ra thì các thực phẩm chứa nhiều chrome như thịt bò, ngũ cốc, thịt các loại, gan các loại và phô mát. Cần bổ sung thứ hai đó là vitamin A. Vitamin A liên quan chặt chẽ đến việc duy trì thị lực ở mức bình thường. Nếu vitamin A không đủ, sự tái sinh của rhodopsin chậm và không đầy đủ và thời gian thích nghi với bóng tối kéo dài gây ra quáng gà trong những trường hợp nghiêm trọng. Nếu vitamin A trong chế độ ăn uống tiếp tục thiếu hoặc không đủ, bệnh khô mắt sẽ xảy ra. Sự phát triển tiếp theo của bệnh có thể dẫn đến làm mềm giác mạc và loét giác mạc cũng như nếp nhăn giác mạc và các triệu chứng khác. Các nguồn thực phẩm tốt nhất chứa vitamin A đó là gan động vật các loại, dầu gan cá, trứng cá, các loại trứng. Vitamin A có trong các loại rau phổ biến như cà rốt, rau mina, tỏi tây, khoai lang đỏ, bí ngô và ớt xanh. Những thực phẩm này khi ăn vào cơ thể sẽ trở thành nguồn năng lượng có thể chuyển đổi thành vitamin A. Cần bổ sung thứ ba đó là protein. Protein là chất cơ bản của các hoạt động sống của con người, bao gồm hơn 20 loại axit amin tạo thành. Theo như mô xơ cứng, nó có thể trở thành lớp vỏ ngoài để bảo vệ nhãn cầu. Mặc dù lớp màng cứng của nhãn cầu có độ dẻo dai nhất định, nhưng sức đề kháng kém, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi ngoại lực khi kéo dài thời gian làm cho nhãn cầu dài ra. Người nào ăn kém, ăn không đủ protein cũng không có lợi cho sức khỏe, đồng thời không có lợi cho việc điều chỉnh chứng cận thị. Do đó, để ổn định thị lực, ngăn ngừa cận thị thì bạn phải bổ sung đầy đủ chất protein hàng ngày, ví dụ như ăn cá, thịt, trứng, sữa. Thứ tư là bạn cần phải bổ sung canxi. Canxi là thành phần chính của xương và là thành phần chính của màng cứng. Nồng độ canxi cao hơn đóng vai trò chính trong việc tăng cường độ dẻo dai của màng cứng. Xương động vật như xương bò, xương lợn, xương cừu cực giàu canxi và dễ dàng được cơ thể hấp thụ. Những thứ khác như sữa, các sản phẩm, thực phẩm từ đậu, tôm tép có vỏ, trứng, bắp cải, đậu phộng, táo tàu cũng có hàm lượng canxi nhiều hơn, khuyến khích bạn nên ăn thường xuyên. Và cần bổ sung thứ năm đó là vitamin C. Vitamin C có thể làm giảm tác hại của tia sáng và oxy có thể gây tổn hại đến thủy tinh thể của bạn, từ đó có thể giúp làm trì hoãn sự xuất hiện của chứng đục thủy tinh thể. Các thực phẩm chứa vitamin C phong phú gồm rau, trái cây tươi như ớt chuông, cà chua, chanh, kiwi và táo gai. Vậy thì chúng ta phải chú ý điều gì khi mà mình bị cận thị? Thứ nhất là giữ gìn vệ sinh cho đúng cách. Bệnh nhân cận thị không nên xem TV trong một thời gian dài, hạn chế chơi điện thoại di động do màn hình LED của sản phẩm điện tử có ánh sáng xanh, sóng ngắn, năng lượng cao có thể xuyên thấu kính trực tiếp vào võng mạc, gây tổn thương quang hóa cho con người. Thanh thiếu niên đang trong độ tuổi phát triển, tốt nhất là sử dụng thêm một bộ phim chống ánh sáng màu xanh trên màn hình các thiết bị điện tử để tăng khả năng bảo vệ mắt. Ánh sáng mà bạn khi sử dụng thì nên chọn khoảng cách gần vừa phải. Trong hầu hết các trường hợp, mất thị lực có liên quan đến ánh sáng kém. Thứ hai là nên thường xuyên nhìn vào nơi có cây xanh. Thỉnh thoảng thì bạn nên dành thời gian ngắn để nhìn vào nơi có cây xanh. Đây là cách giúp bạn nhấp nháy và rửa mắt,
đồng thời thư giãn hiệu quả. Giảm thời gian tiếp xúc với máy tính, tăng thời gian nghỉ ngơi cho mắt sẽ tránh khô mắt. Việc chăm sóc thứ ba đó là sử dụng mắt khoa học. Sử dụng thời gian dùng mắt nên trong ngắn hạn, không nên nhìn vào đâu đó trong thời gian quá dài. Đối với người cận thị nên nghỉ ngơi trong vòng 10 đến 15 phút, cứ sau 45 đến 60 phút. Bạn phải nhìn xa khỏi các phương tiện mà bạn đang nhìn để cho mắt được nghỉ ngơi, và bệnh nhân cận thị sẽ có thể thư giãn hoàn toàn các cơ mắt. Khi đọc và viết nên chú ý đến khoảng cách từ mắt đến cuốn sách hoặc màn hình thiết bị máy tính. Khi đi bộ, đi xe đều không nên vừa đi vừa đọc sách, cũng không nên đọc trong tư thế nằm để hạn chế tăng độ nặng hơn. Điều cần thiết nhất trong việc chăm sóc sức khỏe của mắt cho người bị cận thị chính là bổ sung các chất dinh dưỡng phù hợp và duy trì các thói quen tốt như PMT Doctor đã nói trên. Chúc cho đôi mắt bạn sẽ trở nên tinh anh nhất, và hãy áp dụng những điều PMT Doctor nói trên để bạn không bị lên số, có một đôi mắt khỏe mạnh bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.